sạch rồi, hết con mẹ rồi. Hết sạch luôn nhá. Đấy. Đấy, như mọi người nhìn thấy đấy, không phải là mình làm cái món này lên để là câu view, câu like hay câu cái gì gì đấy mà mọi người hay nói đâu. Đấy, thực tế đây là bữa cơm của là thợ xây đấy. Đây là mọi người thì cũng ăn xong hết rồi, còn mình với đây đây thằng em đây. Còn mình với thằng em này đây. Hôm nay thì đi làm cũng ít người, cận lúc ấy mình cũng nói rồi đấy bạn. Đấy, món là lòng xào mẹ là hết sạch luôn đấy. Mọi người thì ăn xong hết rồi, còn mình ăn sau một tí thôi. Còn mình với thằng em đây. Có thằng em kia thì lại không uống bia mấy nên là không ấy. Còn một em gái thì lại không uống rồi. Rót cho một cốc cậu uống bằng kia đây, xuống một chút đây. Còn giờ còn muối, muối muối. Hết tâm đi các bạn. Đấy còn mình với thằng em này đây. Đấy, chào đây, chào đấy, các bạn nhé. Đấy. Chào bạn nha. Đấy, mình làm cái clip này lên để mọi người biết là cái tới cái món lòng xào mẻ là nó ngon như thế nào thôi. Đấy. Thì mọi người nếu mà ấy thì mọi người cũng có thể là tự làm ở nhà được mà. Đấy, món này là rất ngon luôn các bạn. Nhiều người thì không ăn bao giờ tưởng là hôi hay là như thế này nha, thực tế không phải đâu các bạn. Người ta còn ăn là pịa trâu, pịa bò, pịa lợn các kiểu được mà mình món lòng xào mẻ này là quá sạch rồi đấy. Chỉ ấy hết cái mớ kia đi là đười mà. Ủa bóc đi đá đi, bóc một ít cho nó nhanh. Bóc. Chưa thế này ra vẫn còn này nhỉ. Mình tưởng là hết rồi. Anh bấm quay rồi chứ. Xuống cái mẹ kia cũng là vàng không? Mẹ vàng chưa? Ừ. Thì đừng giảm lửa đi đã. Ừ, tắt mẹ gà đi nhớ. Nhà nó có ít tỏi không nhỉ? Tỏi có. Bóc ông ít tỏi về đấy. Đạt ăn món này không hả Đạt? Em có nhưng mà em không biết làm. À có nhưng không biết làm.
tỏi này, tỏi nhà hay là tỏi gì nào? Tỏi nào cũng được, cứ lấy tỏi ở đây là được. Đâu, được chưa? Lấy về đây, không cần lấy đâu. Rửa một khoát xong ăn đấm. Đâu, lấy về đây, lấy về đây. Mở đây được chưa? Rồi. Bật ga lên đúng không? Ừ, bật bếp lên đi. Lên đấy mày. Ôi giời, nắng thế. Bây giờ là rang mẻ cho nó vàng đi các bạn. Rang mẻ lại cho tỏi. Tỏi thơm này. Sau khi rang mẻ vàng thì cho bắt đầu cho lòng. Rồi ngồi vào đi, chắc nó không về rồi, chắc nó thằng nào lại gọi, ngồi vào đi. Anh gọi vào đi. Lên chân đi, lên chân đi. Nó không về. Ngồi vào đấy. Không ấy, chắc nó lại đi rồi, thằng nào lại gọi đi. Ôi. Ờ xong rồi đấy. À, không 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 ăn à? Ờ thế tao ăn trước vô. Ờ. Anh đi đâu rồi? Đi có thế thằng nào lại gọi đi uống rượu. Nó đi mình cũng lười lười làm ấy đấy nha. Ờ động tay vào thì ấy đây. Mở bia đi. Bật nắp đấy cứ. Bật nắp quả tỏi.
lòng này. Chơi phát ngon nào? Thế. Phát chai hay phát? Cốc đi, rót ra cốc đi. Có cốc ở kia mà. Chị đều uống con. À, chị uống một tí thôi. Một cốc nhỉ? Không. Cốc. Không, 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 không. Uống vào lưng lưng chiều nó làm còn bon một tí. Cái cốc này mới khỏe không mới. Hai cốc này là cốc nước. Tráng hết đi. Hết đặt thử đi. Làm cốc món thử hát xem có thành ăn không xem anh. Để gì chưa chín không à? Ừ, vừa mới đổ xuống mới có chưa kịp chín không ca. Ăn tí nữa không có chỗ đi tạt tháo nữa. Chín rồi, anh ăn đầu tiên nhau này. Mời mọi người nhá. Bị cả nó bị. Ngon. Chẳng qua là hơi bị giòn giòn tí thôi. Chẳng qua hơi bị giòn giòn. Thế cái mẻ này chua quá. Nhưng mà anh ăn chua kiểu này lại thấy vừa đấy. Nha, chỉ sợ bọn mày chua đây. Uống đi. Uống đi. Chào chị cả. Lòng chua kiểu này nó mới ngon này. Ừ. Được, thử làm miếng xem nào. Thử xem. Ừ, ngon, còn ngon. Không chua đâu. Này nó hơi vừa được. Thì nó cái mẹ nó hơi chát được. Không. Nó hơi chát chát. Chát ở đâu chứ mẹ làm chát được. Chát tại chua có nó chát. Ấy chát không? Ăn món này bao giờ cơ? Ăn là chát. Ăn mới. Thế mọi khi là Cương không làm cho ăn à? Làm rau dưa đây, xào rau dưa đây. Xào rau dưa đây. Xào rau dưa. Xào rau dưa ngon này. Nó chua. Em có thấy nó lạnh. Nó lạnh đấy mày còn cái áo. Cái áo nhưng mà lạnh. Cái áo giặt. Các bạn ơi. Đấy thì đấy món lòng lâu không ăn đấy. Mọi người lâu không ăn này đây này. Cái lòng là còn sạch hết này. Hết sạch đấy. Với thịt kia là mọi ngày ngày nào cũng ăn này. Đấy em ăn nhiều lòng lâu lâu ăn. Thợ xây của mình thì chỉ ăn thịt luộc các kiểu thôi. Có lúc nhiều anh em bảo lấy cá nhưng mà lại làm khó lắm nên là mình lười lấy. À đây còn bia đây là ông chủ nhà ấy, chủ nhà mình đang làm. Ông mua về ông bảo uống cùng nhưng không lại đi, có người lại gọi đi uống rượu ấy, anh em công việc ấy, lại gọi đi uống rượu rồi. Nên là ông mua về để cho anh em thợ xây mình uống. Đấy, nói chung là nói về nói vào vấn đề chính là các bạn ấy nhìn thấy là món lòng là lâu không ăn ấy, mà ngon ai cũng ăn ấy. Còn hết trước cả thịt đấy còn vài miếng nữa thôi. Đấy, thịt mà còn rất đầy mà trong thì khi đó chỉ có đây. Chỉ có hôm nay thì ít người chỉ có bằng này người thôi. Bốn chưa đi làm bốn bốn người là chỉ có cả mình nữa là bốn người làm thôi, ít người anh em nghỉ công việc ấy. Hết sạch rồi, còn mẹ đây hết sạch luôn nha. Đấy. Như mọi người nhìn thấy đấy, không phải là mình làm cái món này lên để là câu view, câu like hay câu cái gì gì đấy mà mọi người hay nói đâu. Đấy, thực tế đây là bữa cơm của là thợ xây đấy. Đây là mọi người thì cũng ăn xong hết rồi, còn mình với đây đây thằng em đây, mình với thằng em này đây. Hôm nay thì đi làm cũng ít người, cận lúc ấy mình cũng nói rồi đấy bạn. Đấy, món là lòng xào mẹ là hết sạch luôn đấy. Mọi người thì ăn xong hết rồi, còn mình ăn sau một tí thôi. Còn mình với thằng em đây. Có thằng em kia thì lại không uống bia mấy nên là không ấy. Còn một em gái thì lại không uống rồi. Rót cho một cốc cậu uống bằng kia đây, xuống một chút đây. Bây giờ còn mới mới hết tâm đi các bạn. Đấy còn mình với thằng em này đây. Đấy chào đây, chào các bạn nhé. Đấy. Các bạn nha.
Mình làm cái clip này lên để mọi người biết là cái tới cái món lòng xào mẻ là nó ngon như thế nào thôi. Đấy. Thì mọi người nếu mà ấy thì mọi người cũng có thể là tự làm ở nhà được mà. Đấy, món này là rất ngon luôn các bạn. Nhiều người thì không ăn bao giờ tưởng là hôi hay là như thế này nha, thực tế không phải đâu các bạn. Người ta còn ăn là pịa trâu, pịa bò, pịa lợn các kiểu được mà mình món lòng xào mẻ này là quá sạch rồi đấy.